Tính năng khá là hay á, khi mà mình cắm cái mic này vào kết nối á, là tự động khi bật lên là nó biết sẽ quay sang chế độ selfie để quay chế độ vlog hay gì quay cam về phía trước. Cho DJI biết nghĩ cho người dùng nó phải như thế đó, chứ không như hãng xe nào đó. Rồi, đang là thử nghiệm âm thanh, hoàn toàn là auto hết. Tranh thủ test cái con Pocket 3 này á, như thật luôn. Đây là người đã có mua ZV-10 nhưng mà sau khi một thời gian sử dụng và cân nhắc thấy không phù hợp, thấy Pocket 3 phù hợp hơn. Mọi thứ từ chất lượng hình ảnh, màu da, độ nét, con này sẽ đều hơn. Tiện gọn hơn. Có cả có gimbal nữa. Luôn. Có gimbal. À lại xíu. À sao đây? Hôm nay cho xin mấy tấm ảnh cái này nữa. Ok. Chụp cho anh trả nợ nữa. Chính xác. Tự nhiên chúng ta sẽ có clip nội dung về con này luôn. Ơ, quay 4K rồi hả? 4K thì nhiều quá. Thường quay Full HD thôi. Quay 25fps. Rõ nhưng mà nặng máy á. Máy sẽ khó xử lý. Đẹp thiệt. Rồi, chúng ta đã có Full HD. Con này quay ngang qua dọc được luôn. Được trải nghiệm ban đầu Osmo Pocket First Direction luôn. Wow, là Tâm mua bản combo luôn rồi. Lại có cả mic, có cả đủ hết nè. Còn cái màn lật á, nhớ được có lật một tay, cái gì lật hai tay và lật gì giữ á. Biết gì đó chưa? Chúng ta sẽ có một cái behind the scene ngắn của cái ngày shoot hôm nay. Wow, màu đẹp quá, da cũng lên đẹp luôn nè. Ok, bây giờ đang test DJI Pocket 3. Mặc dù con này ra rất là lâu rồi, bây giờ mới có dịp test nè. Màu da nó đã lắm. Chỉ có điều là lâu lâu nó lỗi cái màn hình thôi, chịu. Thì sử dụng nó cẩn thận xíu, còn ai mà quay dọc á thì không cần lật cái màn ra thì khỏe rồi ha. À, con này hồi trước nguyên combo nó có 15 triệu thôi, nhưng mà bây giờ tại vì xu hướng săn tiền nó quá, nó đã lên tới 17 triệu full combo. À, 7 combo thì sẽ không lấy cái mic không dây nữa. Thì quay vlog thì chắc chắn là sẽ cần những cái mic không dây như vậy. Nhưng mà đi chơi này chỉ cần quay dọc nó sướng lắm. Nhưng ai mà chất lượng đồ nó sướng. Làm TikTok cái kiểu này nọ, thậm chí là mấy cái cảnh cinematic á, có mấy cái mod sẵn của nó làm hết mọi thứ luôn. Chị mấy bạn thích kiểu loli á, lolita á, là mấy sản thả ra. Chị Vy nói cái bộ này chị Vy đẻ xong chị luôn liền. Đúng là kiểu của Vy luôn. Đúng rồi. Cho nó thẳng này. Làm gì? Ý lạc lỏng nè. Ừ. Chứ không nó sẽ ngồi thường nữa. Ê, hình như em làm ngược rồi. Cái này còn sâu rồi. Tại vì mặt trước nó sẽ không có chỗ cột. À, quay ngược lại đi. Đúng rồi, nó là cái kiểu mà đắp chéo á. Nó giống như cái kiểu mà áo kimono á. Gà chéo á. Nó gà chéo như cái áo của anh á. Kiến thức cần được phổ cập. Quá nha. Ủa, thôi xinh quá. Xây một vòng nào, xây một vòng nào. Xem một vòng nhìn vào đây luôn nha. Chắc tôi cột tóc lên mới hợp với bộ này quá. Chờ tôi đi, không chờ tôi đi. Để tôi xử cái tóc cái đó. Ok. Trời ơi. Đây là cô chủ mà lây hoay cân thích mọi thứ nè. Trời ơi, thế giới vintage dịch của tôi đó. Ôi, cái vẻ cổ áo này rất hợp ha. À, có cả cái pin nói dài kiểu nói dài thì có cặp nè thấy không? Rất đó. Là hợp, rất là vừa đi vừa nói, quay vlog, review, chia sẻ kiểu rồi. Dành cho cả nghiệp dư không biết gì cũng xài được mà. Đâu cần phải. Và biết cái da đẹp như vậy có phải một phần là do ánh sáng đèn ở đây không ta? Nhưng mà mọi thứ nhìn đã quá, không biết cái màn nó có ảo như cái màn của mấy hãng C nào không ha? Chắc là không phải có màn hãng C đâu, hãng C không nói gì đâu. Từ DSLR. Chứ dập xong nguyên buổi dập đó. Ra cái chất lượng màu da nè, đã quá ha. Đây là một cái trải nghiệm thật là nhanh với con Osmo Pocket 3. Đi kiểu bình thường thôi, nhưng vì có gimbal á, test thử coi nó chống rung cỡ nào. Khá là hay. Rồi, ví dụ mà mình ra ngoài ngược sáng thôi, nó sẽ handle thế nào ha. Ủa sao nó vừa lấy được bên ngoài mà vừa sáng được mặt mình ta? Sao hư cấu vậy? Này nó qua có qua xử lý gì rồi. Cái này cần phải study ha. Xem màu da của chính mình là nhìn lạ không? Lạ nữa. Nhưng có chắc là nó như Canon luôn, như Canon luôn. Nhưng mà có giống Canon không? Chứ Canon là chụp nguyên buổi thấy đẹp lắm, về đổ ra thấy hết hồn.
tính năng khá là hay á, khi mà mình cắm cái mic này vào kết nối á, là tự động khi bật lên là nó biết sẽ quay sang chế độ selfie để quay chế độ vlog hay gì quay cam về phía trước. Cho DJI biết nghĩ cho người dùng nó phải như thế đó, chứ không như hãng xe nào đó. Đây là cô chủ khó tính đang lựa chọn những cái phô dáng là đầy đủ và chính xác ha. Đúng vậy. Thế ra được vai vintage. À, cô chủ phải nói rằng là thích nhắm những cái bộ đồ này là nhắm đến phong cách gì và dành cho những ai? IMC thì ra đời là sẽ hướng đến những cô nàng có phong cách vintage, cổ điển, một chút hoài cổ, và một cái gu nó có tính nữ cao. Nó giống như tất cả những cái họa tiết, tất cả những cái đường may hoặc là những cái phụ kiện phối vô thì Tâm đều lồng ghép những cái yếu tố về vintage hết, để nó không có mang tính nhanh á. Mà cái tiêu chí của Tâm thì nó sẽ đi theo cái câu chuyện là slow living và slow fashion. Tất nhiên là mình cũng không thể nào mà slow fashion hết hoàn toàn được. Mình không phải là thời trang bền vững, bởi vì là mình chưa có kiểm soát được điều đó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để cho mỗi cái thiết kế của mình á, người ta có thể mặc nó 1 đến 2 năm và nó có thể là lâu hơn. Bởi vậy là mình hướng đến những cái chất liệu cố định trong 3 loại chất liệu. Một là linen, 2 là cotton 100% và 3 là muslin. Dạ, yeah. Với những cái bộ váy như thế này thì Tâm nghĩ rằng là đối với riêng thiết kế của bộ này thì mình có thể đi chơi nè, đi tiệc nè, hoặc là mình có thể đi đi ăn cưới, đi tiệc. Dạ. Hoặc là re-wedding. Nếu mà re-wedding thì cái giá này rất là rẻ. Dạ, chính xác.